Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cơ hội để nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, Việt Nam không thể bỏ lỡ. Ngày 22 tháng 4, AFA có bài bình luận, cơ hội không được bỏ lỡ của tác giả Hoàng Việt. Theo đó, chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Ngoại trưởng Mỹ Blinken thể hiện quan hệ Mỹ-Việt đang có những bước chuyển mình đáng ngạc nhiên. Không chỉ ông Blinken, mà hàng loạt các quan chức cao cấp của Mỹ cũng nối tiếp nhau sang thăm Việt Nam, như bà đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai, thượng nghị sĩ Jeff Merkley, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ. Ngoài ra, cách đây không lâu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden cũng có cuộc điện đàm. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Theo AFA, các chuyến thăm của phái đoàn Mỹ đến Việt Nam liên tiếp cho thấy. Thứ nhất là vị thế quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ và thứ hai là Mỹ rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ mọi mặt đối với Việt Nam. AFA cho biết Việt Nam có vai trò quan trọng ở Đông Nam Á và Mỹ muốn tranh thủ trong cuộc cạnh tranh quyết liệt Mỹ Trung. Thứ nhất, Việt Nam là bên tham gia trực tiếp trong tranh chấp biển Đông, nơi đang là đấu trường để Mỹ thể hiện sức mạnh trước sự lôi kéo các nước ASEAN của Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam cũng có vai trò mong muốn ổn định khu vực Mekong, mà Trung Quốc cũng đang bành trướng ảnh hưởng ở đây. Thứ ba, với vị thế chính trị ngày càng cao cùng với sự ổn định nhất quán về chính sách đối ngoại, vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN là rất quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Mỹ coi ASEAN là vị trí trung tâm của chiến lược này chính vì vậy mỹ tập trung vào hà nội cho thấy mỹ coi trọng vai trò và vị trí của việt nam ra sao đồng thời mỹ cũng muốn thể hiện cho trung quốc thấy mục tiêu và cam kết của mỹ đối với khu vực đông nam á và rộng hơn là với các đồng minh và đối tác của mỹ tại ấn độ dương thái bình dương cũng theo afa đã từ lâu mỹ luôn có ý định nâng cấp quan hệ với việt nam lên một mức độ cao hơn trong suốt những năm vừa qua Mỹ luôn đề cập chuyện nâng cấp quan hệ. Tuy nhiên, tín hiệu từ phía Việt Nam cho thấy Việt Nam vẫn đang ngập ngừng trước việc nâng cấp quan hệ này. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính Việc nâng cấp quan hệ giữa hai bên đã được nhắc tới từ lâu, nhưng vẫn chưa thực hiện được vì các nguyên nhân sau. Thứ nhất, Việt Nam vẫn lo ngại Mỹ đứng đằng sau các tổ chức phản động bên ngoài, hoạt động nhằm chống phá nhà nước Việt Nam, trong đó gọi là cách mạng màu. Thứ hai, nhiều cựu binh và người dân bị mất mát đau thương nhiều trong chiến tranh Việt Nam, nên vẫn có thái độ ghét Mỹ, không tin vào các biện pháp thúc đẩy quan hệ từ phía Mỹ. Thái độ thù địch với Mỹ của nhiều người dân Việt Nam trong chiến tranh Ukraine đã thể hiện vấn đề này. Thứ ba, quan trọng nhất trong các cản trở việc thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ chính là sức ép từ Trung Quốc. Với vị trí là quốc gia láng giềng của Trung Quốc, mục tiêu của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ với Mỹ nhưng không được làm xấu đi quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh trật tự thế giới đang biến động theo hướng hỗn loạn từ khi cuộc chiến Ukraine xảy ra tới nay. AFA cho rằng việc nâng cấp quan hệ Việt Mỹ lên tầm cao mới sẽ có nhiều lợi ích cho Việt Nam. Đầu tiên, vì Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nên làm ăn với Mỹ Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi thứ hai mỹ có vai trò chính trị hàng đầu trên trường quốc tế vì vậy phát triển quan hệ với mỹ việt nam có nhiều lợi thế để thúc đẩy vị thế của mình trong các vấn đề quốc tế thứ ba trong vấn đề quốc phòng nâng cấp quan hệ với mỹ sẽ giúp việt nam có thể mua được các loại vũ khí công nghệ cao từ mỹ và các đồng minh của họ như israel hàn quốc cuối cùng nâng cấp quan hệ với mỹ việt nam cũng có thể chống lại chiến thuật vùng xám của trung quốc tại biển đông afa phân tích năm nay chính là thời điểm thuận lợi nhất để việc mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đảng dân chủ mỹ đang cầm quyền và họ cũng có chính sách lôi kéo các đồng minh và đối tác trung quốc đang có những khó khăn về kinh tế vì bị mỹ tìm cách cô lập cùng với căng thẳng ở vùng eo biển đài loan đang dâng cao chính vì vậy chính sách đối ngoại của trung quốc đối với các quốc gia asian cũng đang có những thay đổi nhất định AFA cho rằng Việt Nam đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy quan hệ với Mỹ và điều đó đã cản trở sự phát triển của dân tộc và đất nước. Vì vậy, cơ hội nâng cấp quan hệ hai nước lúc này, đất nước Việt Nam không thể bỏ lỡ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Cơ hội để nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ, Việt Nam không thể bỏ lỡ. Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Vương Đình Huệ tuyên bố quan hệ Việt nam Cuba thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã trao tặng cho Cuba 5.000 tấn gạo và 300 máy tính bản cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba trong chuyến thăm đất nước này từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 4 theo thông tin từ truyền thông nhà nước ngày 21 tháng 4, hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin tại một cuộc hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm ông Esteban Lazo Hernandez chủ tịch quốc hội Cuba và ông vương đình huệ đã cam kết triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo ngô thủy sản tại Cuba cũng như chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực của nhau ông huệ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước phiên họp toàn thể của quốc hội Cuba khóa mới ngay sau khi họ bầu ra các chức danh lãnh đạo của đất nước trước các vị đại biểu quốc hội cùng các lãnh đạo tối cao của cuba ông huệ đã ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước là anh em đồng chí tình hữu nghị đặc biệt thủy chung trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế ông bày tỏ lòng biết ơn trước những sự giúp đỡ của cuba dành cho việt nam trong thời chiến trong đó cuba đã cử hàng nghìn kỹ sư công nhân bác sĩ và chuyên gia sang giúp việt nam đồng thời đào tạo hàng nghìn sinh viên Việt Nam và viện trợ cho Việt Nam nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực, thực phẩm, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình kinh tế xã hội quan trọng. Hình ảnh ông Vương Đình Huệ tại Cuba Chuyến công du của ông Huệ đến Cuba là một phần trong chuyến công du Mỹ Latin của ông, bao gồm các điểm dừng chân ở Argentina và Uruguay. Tại Cuba, ông Huệ cũng dự lễ khánh thành hai dự án lớn tại đây, đó là nhà máy sản xuất bột giặt chất tẩy rửa lỏng Sucho TBVSA và công viên điện năng lượng mặt trời 20 MW TBD Solar. Hai dự án này đã đưa một doanh nghiệp Việt Nam trở thành doanh nghiệp kinh doanh thương mại và đầu tư nhiều dự án nhất tại Cuba với 3 dự án Trang thông tin chính phủ không nói rõ doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào. Việt Nam hiện đầu tư cho Cuba 28,4 triệu đô la Mỹ và kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 giảm gần 30% so với năm 2021, đạt mức gần 182 triệu đô la, trang mạng VN Express cho hay. Trước đây vào năm 2009, ông Nguyễn Minh Triết trong vai trò chủ tịch nước đã từng phát biểu khi đến thăm Cuba rằng khi Việt Nam thức khi Cuba ngủ, khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức, hai nước cùng nhau canh giữ hòa bình thế giới. Phát biểu này của ông Triết đã bị giới phản biện Việt Nam chế giễu sau đó. Hiện tại trên thế giới chỉ còn 5 nước theo mô hình cộng sản đó là Trung Quốc, Cuba, Lào, Triều Tiên và Việt Nam. Võ Nguyên Giáp và Fidel Castro gặp nhau năm 2003. Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 2 tháng 12 năm 1960. Giữa Việt Nam và Cuba đã tồn tại một mối quan hệ được cho là mật thiết đến nay. Mặc dù Việt Nam và Cuba đều có chung mô hình chính trị cộng sản, nhưng hai quốc gia này vẫn có những điểm khác biệt đáng kể trong cách thức thực hiện mô hình này. Điểm khác biệt đầu tiên là cách thức thực hiện kinh tế. Việt Nam đã thực hiện chính sách đổi mới kinh tế từ năm 1986 nhằm mở cửa và thúc đẩy nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã có nhiều cải cách đáng kể trong chính sách đối ngoại, thúc đẩy mối quan hệ kinh tế, tăng cường thương mại với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ vào năm 1995 và sau đó trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ tại khu vực trong khi đó cuba vẫn duy trì hệ thống kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản truyền thống với sự phụ thuộc vào sản xuất trong nước và điều hành hoàn toàn bởi chính phủ cuba cũng đã bắt đầu thực hiện những biện pháp nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với các quốc gia khác nhưng hầu hết vẫn là các nước độc tài như việt nam venezuela nga ngoài ra cuba luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho chính sách đối ngoại của mình là việc xây dựng liên minh đối lập với hoa kỳ khiến cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba luôn căng thẳng đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ, bao gồm cả lệnh cấm vận kinh tế áp đặt bởi Hoa Kỳ. Điều này làm cho nền kinh tế Cuba rơi vào suy kiệt và tụt hậu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. d với bản tin ông Vương Đình Huệ tuyên bố quan hệ Việt Nam Cuba thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d